Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em lại về kho rất là nhiều máy khoan pin Hitachi. Máy 12V pin tròn nhỏ gọn thôi nhá. Thì em sẽ làm cái đoạn video này để review và giới thiệu chi tiết tới toàn thể các bác nhà mình và đầy đủ chọn bộ sản phẩm này. Trong thời gian vừa qua thì cái sản phẩm này bên em bị hết hàng một cái thời gian khá là dài nhá. Hôm nay thì hàng đã quay trở lại về kho rồi. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai. Đây là một chiếc máy khoan cầm tay 12V pin tròn nhỏ gọn nhá. Để em sẽ chi tiết tới toàn thể về đầy đủ chọn bộ này. Một máy này, hai pin và một sạc. Sạc đi theo máy là sạc adapter này các bác này. Pin của nó sẽ là pin tròn, pin 12V nhé các bác nhé, pin tam giác. Máy sẽ là máy hai chức năng. Các bác sẽ có chức năng khoan và bắn vít. Máy có đảo chiều đây. Và có đèn led soi sáng đầy đủ này. Các bác sẽ điều chỉnh được 25 cấp độ trượt nhé. Đầu mang danh kẹp, đầu kẹp nhựa tự siết, đầu 10 ly. Các bác sẽ lắp được túi khoan 10 ly đổ lại. Và có nút chỉnh nhanh chậm 1-2 trên lưng máy như này. Máy các bác có thể là điều chỉnh được tốc độ nhé. Khi mà các bác bấm công tắc nhẹ là máy chạy chậm này. Bấm công tắc càng sâu càng mạnh thì máy lại càng chạy nhanh. Với cái sản phẩm này thì sẽ phù hợp với những bác nào mà làm trong công việc gia đình. Hoặc là các bác thợ làm nghề, các bác cần một con máy khoan nhỏ gọn để có thể là tháo mở ốc vít làm không bị mỏi tay nhá. Với cái sản phẩm này các bác làm cả ngày cũng không bao giờ bị mỏi tay. Đấy, rất là nhỏ gọn và nhẹ nhàng nhá. Cực kỳ là ok, đẹp và chắc chắn thôi nhá. Cái này là hàng Hitachi này. Hitachi hàng Trung Quốc loại 1. Giá cả cực kỳ là hợp lý. Với một bộ khoan đầy đủ chọn bộ như này, một thân máy, hai pin và một sạc. Bên em vẫn luôn nhận ship code xỉ lẻ trên toàn quốc. Các bác ở bất kỳ nơi đâu chỉ cần để lại thông tin địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện và tận nơi cho các bác. Và em cũng xin được báo giá luôn để cho các bác nhà mình tiện đây thì các bác cùng tham khảo về đầy đủ chọn bộ sản phẩm này. Một máy này, hai pin, một sạc và có hộp đựng máy luôn các bác nhé. Giá của sản phẩm là 350.000 đồng, bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Hàng đến nơi thì các bác được kiểm tra hàng và test máy đầy đủ trước khi trả tiền. Và một cái điều đặc biệt nữa là khi mà các bác đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng. Bác nào có nhu cầu, quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.